Và kính thưa quý vị, phần dự thi tiếp theo, Trần Vũ xin giới thiệu đến quý vị thí sinh mang số báo danh 11, Thảo Võ. Xin chào Thảo Võ. Trước khi bước vào vòng dự thi tiếp theo, thì Thảo có thể cho Trần Vũ biết là em đã chuẩn bị kỹ càng cho phần dự thi của mình chưa? Em đã cố gắng hết khả năng của em rồi, còn phần còn lại là để ban giám khảo đánh giá. Rất là tốt, bởi vì em chỉ cần cố gắng hết khả năng của mình thì có nghĩa là tuổi trẻ mà mình làm tất cả những gì bằng hết khả năng của mình thì mình sẽ không bao giờ hối tiếc, đúng không? Xin hỏi Thảo Võ là ở vòng thi bán kết vừa rồi á, em đã có một phần dự thi, em có hài lòng không? Dạ, không có hoàn toàn hài lòng, là tại vì trước đó bị viêm họng. Đến ngày gần thi thì chỉ mới lấy lại giọng được thôi, cho nên hát không có hơi. Nhưng còn hôm nay thì sao? Hôm nay thì may mắn hơn là không có viêm họng, nhưng mà lại bị viêm mũi. Nhưng mà viêm mũi thì em có khả năng là em giống như là làm cho cái làn hơi của mình nó dùng kỹ thuật hát được, đúng không? Dạ, vượt qua được, còn viêm họng là bó tay. Và kính thưa quý vị, hy vọng rằng Thảo Võ sẽ vượt qua được những cái trở ngại nhỏ của mình để mà có được một phần dự thi thật là tốt trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng Thảo Võ. Em xin kính chào khán giả của đài Apple TV 55.4. Em xin kính chào ban giám khảo. Em tên là Phương Thảo Võ, số báo danh 11. Hôm nay em xin trình bày ca khúc Thương Về Miền Đất Lạnh của tác giả Minh Kỳ. Đà Lạt mơ, dù lòng người lữ thư với bao nhiêu ước mơ. Lưu luyến Đà Lạt thơ, khi hoa anh đào đường lên phố xưa. Gặp ghềnh suối đá, lá trên hoa đẹp tươi, với sương làm nhẹ rơi. Bye.
tình duyên nàng trinh nữ. Linh sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, như du ai say trong giấc mơ dạt dào. Cho thế nhân thôi dù hết u sầu, để lòng quay về bên thí sinh Phương Thảo Võ vừa hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Xin cho thêm một tràng pháo tay nữa có được không ạ? Không dành nhiều thời gian nữa đâu, anh Khoa xin mời ngay đến phần nhận xét của nhạc sĩ Viễn Phương. Thứ nhất, khen nhân dáng đẹp, cái khuôn mặt rất dễ tạo cảm tình, và nhất là diễn tải bài hát ngày hôm nay duyên dáng lắm. Diễn tải bài hát này vô cùng duyên dáng. Nhả chữ hát rõ ràng, tròn trệ, đẹp lắm. Có một vài cái tôi cần phải nhắc, nhưng mà về chú ý nha, các cái nốt thấp nó bị mờ và không rõ, cho nên giờ luyện cái nốt thấp. Nếu mà ví dụ nốt thấp mà mình hát mà nó không được, những cái nốt thấp mà thấy có vẻ đuối, đừng có lướt. Tập ở nhà, tập hát cho cái lâu ra mới cảm thấy rằng mình vẫn bị đuối thì lên tông, nửa tông hoặc cái gì chẳng hạn. Thì kinh về cái nhược điểm chỉ có cái đó mà thôi, chứ ngoài ra thì hát bên này đẹp lắm, chúc mừng. Tiếp theo xin mời ca sĩ Kim Phượng. Chào Thảo Võ, lần trước chị rất là thích em hát cái bài Tôi Nhớ Tên Anh, đúng không? Và lần này thì cũng vậy. Cái điểm mà Thảo nghĩa là ghi được trong cái lòng của chị là mà mỗi cái điều thích nhất đó là em biết diễn tả bài hát bằng ánh mắt. Cảm ơn. Rất là quan trọng. Cái đó ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Nhiều khi diễn xuất, người ca sĩ diễn múa quá, nhưng mà thật sự trong lòng, trong ánh mắt không có được một cái gì hết. Nhưng với em diễn tả được bằng trong ánh mắt, là chị rất thích. Hôm nay mặc áo cũng đẹp, Diễm Phương dành khen hết trơn trội rồi. Chưa hết đâu nha. Ủa vậy hả? Bởi vì tôi không biết khen khuôn mặt. Cô khen cái ánh mắt, tôi khen đôi môi. Ôi trời ơi. Bằng giám khảo. Và tiếp theo anh Khoa xin mời đến nhạc sĩ dành, Hoàng Cầm. Dành hết của Hoàng Cầm rồi. Không biết là hoạt sĩ Hoàng Cầm sẽ khen đến cái gì đây. Tại anh thấy anh trẻ hơn tôi già. Khen thì quá đẹp rồi. Ngoại hình dễ thương lắm. Nó dáng dốc một như là ca sĩ hôm nay. Cháu có cái giọng rất là mạnh. Giọng dày anh. Dày, mạnh. Lúc lên trên cao xuống thấp. Anh Phương nói đúng, có những thức, nhưng mà bài này tác giả viết có nhiều câu xuống thấp đó, lòn xuống dưới. Có vài, một vài nốt cái hơi bị chinh đó. Thật sự là khá lắm, là vì có những nốt xuống thấp quá, chạy dòng lên. Ngân Nga đầy đủ, ngân rất là đầy đủ, nó không hụt hơi. Nói chung thì nghe nghĩa là như là nữ ca sĩ đang trình diễn. Cái chỗ mà bao nhiêu kỷ niệm cái nốt nó hơi bị chinh chút xíu. Chút xíu thôi. Nhưng mà ok, mọi thứ cái đó là khắc phục được, những cái đó khắc phục được. Tốt lắm. Khắc phục được thì cho điểm đi ạ. Cho điểm mà. Và sau đây anh Khoa xin mời ba vị giám khảo có thể cho cái điểm của một bước có được không ạ? 1 2 3. 1 2 3. Ba con 9 27 điểm. Xin chúc mừng Phương Thảo.